Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Chương trình được phối hợp sản xuất giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2019 đã đi qua, hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ mà thành phố Vũng Tàu đặt ra đều đạt và vượt kế hoạch. Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị thành phố đã có sự đồng lòng, thống nhất cao trong thực hiện những quyết sách, hoạch định quan trọng liên quan đến tiến trình xây dựng, phát triển thành phố. Thành quả này ghi dấu ấn năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố, trong đó nổi bật là việc triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của tỉnh ủy về xây dựng Vũng Tàu trở thành thành phố văn minh, thân thiện và nâng cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Thành quả này cũng làm nền tảng để thành phố Vũng Tàu tiếp tục vững bước trong chặng cuối về đích năm 2020 với hai chương trình mang tính đột phá, đó là tiếp tục nâng tầm vị thế đô thị văn minh, thân thiện và đảng viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh. So với năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của thành phố Vũng Tàu trong năm 2019 đều có sự tăng trưởng cao hơn. Nổi bật là tổng doanh thu thương mại dịch vụ tăng hơn 10%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng hơn 7%, tổng thu ngân sách vượt 9% kế hoạch năm. Về văn hóa xã hội, các nhiệm vụ chỉ tiêu cũng được triển khai đồng bộ xuyên suốt. Vì thế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được tăng cường mở rộng. Năm 2019, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành nhiều chỉ thị tăng cường quản lý trật tự vệ sinh môi trường, tích cực triển khai cuộc vận động thu gom rác đúng nơi quy định, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Thì thông qua công tác này thì em cảm thấy là cái vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng trong công tác giữ gìn vệ sinh chung, góp phần xây dựng cái thành phố Vũng Tàu thành một cái thành phố là xanh sạch đẹp và ấn tượng thân thiện để thu hút nhiều hơn khách du lịch. Công tác quản lý nhà nước về du lịch cũng được tăng cường. Thành phố Vũng Tàu thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm mọi vụ việc vi phạm những quy định về an ninh, an toàn vệ sinh môi trường du lịch. Năm 2019, Vũng Tàu đón 6,1 triệu lượt du khách, tăng 20% so với năm 2018. Kết quả này càng minh chứng môi trường du lịch thành phố không ngừng cải thiện, chất lượng các dịch vụ không ngừng nâng lên. Thì lúc nào gia đình cũng hay lựa chọn ở Vũng Tàu tại vì nó cũng sạch sẽ và là rất là phù hợp với cái không khí những ngày nghỉ. Thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Vũng Tàu văn minh, thân thiện, Đảng bộ, chính quyền thành phố rất quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, lập lại trật tự đô thị. Và để có hiệu quả, công tác triển khai luôn đúng lộ trình, xuyên suốt, đặc biệt không có vùng cấm. Với cuộc vận động, đảng viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã quán triệt đến các cấp ủy đảng, phải tạo được sự lan tỏa sâu rộng cuộc vận động đến từng đảng viên. Xây dựng đô thị văn minh, mỗi đảng viên chủ động đăng ký việc làm, hoạt động thiết thực tại địa phương tùy theo năng lực bản thân. Các nội dung tình nguyện bám sát yêu cầu tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Sau hơn một năm triển khai, đến nay đã có trên 95% đảng viên thuộc 17 trên 17 đảng bộ phường xã đăng ký và cam kết thực hiện. Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong xây dựng đô thị văn minh ngày càng được phát huy. Cá nhân bản thân tôi là đảng viên. Đối với hộ của tôi thì cũng ở mặt tiền đường Lý Tự Trọng. Thì bản thân tôi thì xác định rõ được vai trò trách nhiệm của mình. Đối với bà con ở khu vực sống xung quanh thì tôi luôn luôn nhắc nhở bà con như các bạn đã thấy là sau khi mà đi vận động thì tất cả mọi người đã thực hiện một cách rất là nghiêm túc. Triển khai cái thực hiện cái kế hoạch này bằng cái hình thức là cho mỗi đảng viên như vậy là ký cái cam kết tình nguyện tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Từ đó mỗi đảng viên về cơ bản đã thể hiện được vai trò tiên phong và gương mẫu của mình đối với cái địa bàn nơi mình cư trú và đặc biệt là đối với gia đình của mình, vận động mọi người trong gia đình phải thực hiện tốt cái nội dung này, góp phần để xây dựng cho cái khu phố ngày càng được cải thiện về cái mặt trật tự đô thị và kể cả cái vệ sinh môi trường.
Thưa quý vị, nghị quyết của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu khóa 6 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đặt ra mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh và thân thiện. Và để thực hiện được mục tiêu này, từng cơ quan, ban ngành và đặc biệt là từng phường xã của thành phố đã có những cách làm hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Và phường Thắng Nhì được đánh giá là một địa phương thực hiện tốt chủ trương này. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về thành quả này tại một khu phố của phường Thắng Nhì. Xin chào chị Thủy, mời chị có thể giới thiệu đôi nét về cái nét đặc thù của khu phố mình được không ạ? Thì đặc thù của khu 7 là người dân lao động rất là nhiều. Thường là người dân sống bằng nghề sơ chế hải sản và chế biến hải sản. Thì ban ngày là người ta đi làm, ban đêm người ta mới có ở nhà. Và với đặc thù như vậy thì trong quá trình mình tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay với chính quyền xây dựng đô thị văn minh thì có khó không vậy chị? Và điều thuyết phục người dân là như thế nào ạ? Vậy cái công tác tuyên truyền thì chị em chúng tôi thường phải tuyên truyền vào ban đêm. Khi mà người dân người ta đi làm về thì chúng tôi sẽ tới phát những cái tờ rơi như thế này. Rồi sau khi mà phát tờ rơi tuyên truyền thì chúng tôi có những cái buổi tuyên truyền ở tại văn phòng khu phố. Thì tổ chức những cái buổi tuyên truyền ở văn phòng khu phố thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân hiểu rõ được mục đích ý nghĩa của cái công tác mà mình đang làm. Rồi xong rồi cho người ta ký cam kết. Thì trải qua 3 năm thực hiện thì bây giờ hiện tại đó là dân ở khu phố 7 này đường xá rất là thông thoáng. Người dân là sạch sẽ, rác rồi cũng không có thảy ra ngoài đường. 100% hộ dân đều đăng ký đổ rác hết. Ở khu phố mình thì có hình thức nào được theo chị là thể hiện tính linh hoạt sáng tạo trong cái quá trình xây dựng khu phố văn minh thân thiện? Thay đổi một cái nếp sống và sinh hoạt hàng ngày của người dân thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì tôi không có đi tuyên truyền một mình mà phải đi với toàn cái hệ thống chính trị của khu phố. Thì lúc đó chúng tôi xuống tuyên truyền cho người dân thì từ đó là người dân người ta thấy được cái mục đích và ý nghĩa của cái việc làm đó thì người ta cũng ủng hộ. Thì bây giờ thì hiện tại bây giờ thì người dân đã ý thức được cái công tác đó thì người ta đã làm rất là tốt. Cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ. Để xây dựng đô thị văn minh thân thiện thì đảng viên được xác định là giữ vai trò tiên phong. Mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục chia sẻ một thông tin từ đảng viên của khu phố 1, phường 7, thành phố Vũng Tàu. Xin chào ông. Ông suy nghĩ như thế nào khi là bản thân mình đã tích cực tham gia vào việc xây dựng địa phương trở thành một nơi văn minh thân thiện thưa ông? Về cái công tác xây dựng địa phương là văn minh, lịch sự, thân thiện. Thế thì làm một đảng viên thì tôi thấy rằng là mình là người được là nắm chắc đường lối chủ trương sách của Đảng. Cho nên trách nhiệm của người đảng viên là phải luôn luôn phát huy thực sự là gương mẫu trước quần chúng. Đồng thời là phải vận động được quần chúng nhân dân người ta thực hiện được cái nhiệm vụ mà của Đảng mà nhà nước đề ra mà trực tiếp là theo cái nghị quyết của chi bộ, của đảng bộ đã đề ra trong hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Theo ông thì để xây dựng một cái đô thị văn minh thân thiện thì tiêu chí nào là quan trọng? Và việc đảng viên tham gia tích cực tiên phong trong thực hiện nội dung này thì nó có ý nghĩa lan tỏa như thế nào ạ? Một đô thị là văn minh thì nó phải là thực sự là có cái cảnh quan môi trường là xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường và có một cái khu dân cư là văn minh, an toàn, không có các cái tệ nạn xã hội, là không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để là giữ được cái cảnh quan xanh, sạch, đẹp và văn minh. Đảng viên mà thực sự là gương mẫu đi đầu trong các cái phong trào thì sẽ tạo ra cái lòng tin cho quần chúng nhân dân vào Đảng, vào chính quyền và các cái tổ chức quần chúng. Từ đó họ là tin tưởng và làm theo và thực hiện tốt các cái phong trào thi đua cũng như là thực hiện tốt các cái cuộc vận động. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, phát huy thành quả trong xây dựng đô thị văn minh thân thiện mà thành phố Vũng Tàu đã đạt được trong những năm qua, năm 2020 thì đảng bộ thành phố tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng thực hiện hai nhiệm vụ đột phá. Một là nâng cao chất lượng chỉnh trang đô thị và hai là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Và thưa ông Trần Đình Khoa, để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm này thì đảng bộ thành phố đã triển khai các giải pháp như thế nào ạ? Sẽ có một loạt những hệ thống giải pháp để thực hiện hai nhiệm vụ đột phá này.
Mà tôi nghĩ cái giải pháp quan trọng nhất hiện nay mà thành phố sẽ tổ chức thực hiện giải pháp đột phá này, đó là cuộc vận động công dân thành phố và Vũng Tàu tình nguyện xây dựng đô thị văn minh. Thông qua cuộc vận động này, chúng tôi sẽ chuyển tải một số tất cả những cái tiêu chí cụ thể để như thế nào là đô thị văn minh, như thế nào là tuyến đường văn minh đô thị, như thế nào là coi như là thực hiện cái chương trình đảng viên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh. Những tiêu chí này sẽ giúp cho tất cả các đảng bộ và tất người nhân dân, người ta có thể tổ chức thực hiện một cách dễ dàng nhất và phù hợp với sức lực của mình và phù hợp với năng lực của thành phố. Tất cả những giải pháp chúng ta đưa ra phù hợp, được nhân dân đồng tình ủng hộ, được toàn thể tất cả các đảng viên và tất cả các đảng bộ cơ sở trực thuộc thành phố đồng lòng thực hiện điều này, thì tôi tin rằng là hai nhiệm vụ đột phá này có thể thực hiện đạt được mục tiêu mà đảng bộ đề ra. Vâng, xin cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị vừa theo dõi ghi nhận về những chỉ đạo thực hiện hai chương trình đột phá của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu trong năm 2020, chặng cuối về đích của cả nhiệm kỳ 2015-2020, và tạo ra những bước đột phá để tiến trình xây dựng phát triển thành phố thêm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, cũng là để Vũng Tàu tiếp tục nâng tầm thành phố văn minh, thân thiện. Chương trình địa phương trên đường phát triển đến đây xin được tạm dừng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai với điểm đến là huyện Xuyên Mộc.